Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa lớn ở miền Trung có xu hướng dịch lên phía Bắc. Còn áp thấp nhiệt đới trên biển có khả năng mạnh lên thành bão và có đường đi khá ít gặp. Sau khi mạnh lên thành bão trong ngày mai, thì nó sẽ đi song song với bờ biển của miền Trung, đi theo hướng Bắc Tây Bắc tiến lên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Với hướng đi như thế này thì khá ít gặp, bởi trung bình tháng 10 hàng năm thì đường đi của bão sẽ chủ yếu là đi theo hướng Tây. Dự báo khi mà bão tiến lên Vịnh Bắc Bộ thì có thể sẽ bị chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, bão sẽ suy yếu dần. Tuy nhiên là hoàn lưu của nó kết hợp với gió Đông Bắc xuống sẽ khiến cho vùng mưa lớn mở rộng lên khu vực miền Bắc. Thứ 5 đến thứ 6 của tuần này thì mưa lớn sẽ dịch lên khu vực Bắc Trung Bộ và cả phía Đông Bắc Bộ. Còn trước đó thì trong đêm nay và ngày mai, mưa lớn sẽ tập trung chủ yếu là từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam. Có nơi mưa đặc biệt lớn trên 300mm. Cần phải đề phòng với ngập lụt sẽ tiếp diễn ở các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Mưa dông cũng sẽ xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, tập trung chủ yếu là vào chiều tối. Trong đó thì Kon Tum có điểm mưa to tới gần 100mm. Cần phải đề phòng sạt lở ở các sườn đồi cao nguyên. Còn ở miền Bắc, trước khi chuyển mưa thì trời sẽ có nắng đến hết ngày mai. Dự báo là tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ trong khoảng là từ 29 cho đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, thì quanh huyện đảo Hoàng Sa cũng như vùng biển ven bờ từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh lên là cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Còn quanh huyện đảo Trường Sa thì ngày mai có nắng, gió ổn định, cấp 3, cấp 4. Và cuối bản tin là dự báo chi tiết cho các thành phố vào ngày mai.